Hoa sen ở Đồng Tháp tưởng không còn là gì với du khách, nhưng để ngắm sen hồng cho thỏa thích thì cũng không phải dễ. Để đáp ứng nhu cầu thưởng sen của du khách, khu du lịch mang tên Đồng Sen Tháp 10 vừa được thành lập. Có thể nói, đây là một điểm nhấn rất riêng và cũng là cách xây dựng loại hình du lịch sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khu du lịch Đồng Sen Tháp 10 là một quần thể sen với diện tích rộng vài chục hecta. Địa điểm này cách khu di tích Gò Tháp gần 1 km, nằm trên địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10. Khu du lịch Đồng Sen Tháp 10 được hình thành từ sự kết hợp ý tưởng của các bạn trẻ Đồng Tháp với công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Seiji. Mình giống như đại diện một cái giới trẻ của Đồng Tháp thì cho nên là mình nghĩ sẽ phát triển được cái khu này để cho sen sẽ đến được nhiều người hơn. Chỉ có thể đến với sen mới cảm nhận sen Tháp 10, đó là một hình ảnh rất là đẹp. Đi vào hoạt động cách đây gần nửa tháng, khu du lịch Đồng Sen Tháp 10 sẽ cho du khách đắm mình với tự nhiên của đầm sen bạt ngàn trong không khí yên bình. Ấn tượng đầu tiên của em về sen ở đây rất là độc đáo, lạ. Nó gọi là bạt ngàn bao la. Lần đầu tiên em cảm nhận được đây là một cái đất nước về sen. Tại từ xưa đến giờ em tới đây cũng 2-3 lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em đến một cái đồng sen mà rất là nhiều sen như vậy, rất là đẹp, tuyệt vời. Một trong những điểm hay khi tạo ra khu du lịch Đồng Sen Tháp 10 chính là việc biết tận dụng những điều kiện lợi thế tự nhiên sẵn có để phát triển du lịch. Hình ảnh thuần khiết của bông sen ở vùng đất Tháp 10 từ lâu đã được mọi người biết đến nhiều qua ca dao tục ngữ, nhưng lại ít được du khách tận mắt nhìn thấy. Chính việc hình thành những khu du lịch như thế này sẽ là một điều kiện thuận lợi để du khách có thể hiểu hơn về sen Tháp 10 từ cái nhìn thực tế, đồng thời cũng quảng bá được hình ảnh của quê hương Đồng Tháp. Quê hương mình có cái loại sen đẹp đó, là để cho mà du khách người ta đến, người ta tìm hiểu đất nước của mình và quê hương của mình. Bà con người ta thấy là cái đẹp của cái vẻ đẹp của cái thiên nhiên mà nó vậy, ban thưởng cho mình thì mình cũng phải dựng nó lên để mà tạo lại cho một cái quê hương cho nó đẹp. Khu du lịch Đồng Sen Tháp 10 nằm ở vị trí địa lý và có điều kiện giao thông khá thuận lợi. Đây là những yếu tố để giúp khu du lịch Đồng Sen Tháp 10 có thể thu hút nhiều khách đến tham quan. Tuy nhiên, để có thể thu hút nhiều khách du lịch đến đây thì đòi hỏi công tác tổ chức cũng như các dịch vụ phải được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Nếu như mà chỉ có sen không, chỉ để ngắm thôi, nó chỉ đi vào những cái vết xe đổ của chúng ta từ trước giờ, chúng ta chỉ có cái tiềm năng mà chúng ta chưa có bao giờ khai thác, thì chúng tôi sẽ cố gắng phát triển thêm những cái loại hình hoạt động cũng như các sản phẩm thư giãn giải trí, chăm sóc sức khỏe hướng tới sen, cũng như là có thể gắn kết với một số cái hoạt động về văn hóa tâm linh kết nối với cái hình ảnh thanh khiết thuần khiết của sen. Theo thời gian, những đầm sen quang sơ dùng Đồng Tháp 10 ngày càng bị mất dần đi. Do vậy, việc giữ gìn bằng cách hình thành và khai thác du lịch sinh thái như thế này không chỉ giúp cho tỉnh Đồng Tháp có thêm một địa điểm du lịch mới mang nét đặc trưng riêng biệt, mà qua đó còn tạo điều kiện tôn vinh, giữ gìn giá trị của hoa sen, một loài hoa vốn được ca ngợi là đẹp nhất ở vùng Tháp 10.